Chuyện tình có một không hai của gia đình một vợ hai chồng. Cuộc sống của người phụ nữ này thật không bình thường, đặc biệt đối với những quy định của pháp luật về hôn nhân. Nhưng họ là những thân phận đáng thương hơn là đáng trách. Họ sống dựa vào nhau, thương yêu hòa thuận. Xưa nay, chuyện tình cảm một vợ một chồng còn hay xảy ra bất bình xích mích. Ấy vậy mà giữa một xã hội ngày một hiện đại này, lại có một người phụ nữ sống chung với hai người chồng. Nhưng giữa họ không hề có sự to tiếng nào trong suốt thời gian chung sống. Đó là câu chuyện đặc biệt có một không hai ở xứ Thanh, thậm chí là cả đất nước này. Người đã viết nên Thiên Tình Sử là bà Cao Thị Lan ở xã Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Chuyện tình nổi tiếng quê nghèo. Chúng tôi đến nhà bà Lan vào một buổi sáng đầu đông đến tơi tái. Ở nhà chỉ có ông Cao Văn Lực, người chồng thứ hai, và bà Lan. Còn ông Lung, người chồng thứ nhất, mới đi làm ở Hà Nội được hơn một tuần. Cái quán nhỏ bán tạp hóa ngổ ngang nan cót mới thu về bên con đường quốc lộ tấp nập xe đi lại. Qua dăm ba câu chuyện, chúng tôi nhận thấy bà Lan là người khá vui vẻ, dễ hòa đồng, điềm tĩnh khác hẳn với vẻ ngoài của ông Lực ít nói và hiền lành. Qua trò chuyện thì được biết, năm 19 tuổi, bà Lan được gả chồng cho một người đàn ông là Cao Văn Lung, hơn bà 6 tuổi, người cùng xã. Bà đi lấy chồng theo tục lệ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Liếc mắt nhìn ông Lực, bà Lan tâm sự, ngày đó cô làm gì được tự do yêu đương lấy người mình yêu đâu, bố mẹ ưng ai thì người lớn đến nói chuyện, rồi tổ chức đám cưới, xin thế là thành vợ chồng. Rồi hai người cùng về sống với nhau, năm nay cũng được 25 năm rồi, có với nhau ba mặt con, hai người con gái lớn đã đi xây dựng gia đình, người con út đang học cấp 3. Trong những năm chung sống với nhau, ông Lung và bà Lan sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ, không có xích mích to nhỏ gì. Từ ngày lấy chú Lung, cô còn chưa bị chồng tát lấy một cái, bà Lan hãnh diện kể. Chợt đến một ngày vào khoảng đầu năm 2000, ông Cao Văn Lực sinh năm 1958, người khác xã đã có gia đình và bốn người con, làm nghề buôn bán trâu, thường xuyên ghé qua quán bà Lan uống nước. Hai người lúc đầu chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè quen biết, dần dà lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, ông Lực bà Lan rất quý mến nhau. Biết vậy, nhưng hai người chỉ để trong lòng, vì họ đều đã lớn tuổi và gia đình yên ấm, hai người không muốn phá vỡ cái hạnh phúc mà hai bên đang vốn có. Cùng thời gian đó là gia đình bà Lan đã nhờ ông Lực mua hộ cho một con trâu, rồi hai bên đi lại thành thân thiết. Thấy ông Lực là người hiền lành, chăm chỉ, lại có chí tiến thủ, rồi họ rủ nhau buôn bán chung. Mùa nào thức đó, mùa hoa quả thì buôn hoa quả, cuộc sống êm ấm cứ thế trôi đi. Ban ngày ông Lực lên mua bán cùng vợ chồng bà Lan, ban đêm thì về với vợ con. Chuyện xảy ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2009, phiên chợ mà ông Lực và bà Lan cùng đi bán măng ở chợ Cẩm Tú. Trong lúc ông Lực đi ăn sáng, một người phụ nữ đến hỏi mua măng, rồi bất ngờ xông vào dùng mũ bảo hiểm xe máy, đánh túi bụi vào người bà Lan. Sau vụ việc đó, bà Lan phải nằm viện mất một tuần. Nguyên nhân của sự việc là do ông Lực làm ăn ngày càng thua lỗ. Gia đình và vợ con nghĩ rằng ông đã dùng số tiền đó cho bà Lan, nên em út ông Lực mới tìm bà Lan giải quyết. Sau chuyện đó, ông Lực về nhà luôn, bị hàng xóm, gia đình, vợ con, em gái đay nghiến, tủi hổ. Nhiều lúc ông Lực muốn tìm đến cái chết để quên đi sự nhục nhã đó. Bà Lan là người hiểu rõ hơn ai hết, luôn bên cạnh động viên để ông Lực vượt qua rào cản tâm lý. Lúc này ông Lực đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong tay chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Ông lên xin với vợ chồng bà Lan ở lại cùng làm ăn buôn bán chung. Ông Lung cũng đồng ý cho ông Lực lên sống chung cùng nhà. Đã từ lâu ông coi ông Lực như người thân trong gia đình. Ở chung một mái nhà và thường xuyên đi lại cùng nhau, nên tình cảm của bà Lan và ông Lực ngày càng tâm đầu ý hợp và sống như vợ chồng. Ông Lung biết nhưng chấp nhận. Họ sống trong mái nhà yên ấm hạnh phúc mà không có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra. Ông Lực từ đó cũng không về nhà nữa. Ngoại trừ những việc lớn của dòng họ, ông Lực mới về, rồi lại lên ở với bà Lan và ông Lung. Hạnh phúc lạ kỳ. Từ khi ông Lực lên sống với gia đình ông Lung và bà Lan, từ con cái đến gia đình nội ngoại bà Lan, ai cũng phản đối kịch liệt. Ra đường nhiều người thì thầm to nhỏ, nhiều khi bà Lan cũng thấy xấu hổ và khó xử lắm. Nhưng lâu rồi thành quen, bà Lan nghẹn ngào chia sẻ, ai nói gì kệ họ, chẳng lẽ mình thương yêu nhau về sống với nhau là có tội hay sao? Tôi biết pháp luật và kể cả nói về đạo đức của con người làm như vậy là không đúng. Nhưng anh ấy không trộm cắp, không làm hại đến ai, anh ấy cũng đáng thương mà. Thấy hoàn cảnh ông Lực như vậy,
Ông Luân cũng đồng cảm thông cho ông Lực ở lại cùng chung sống dưới một mái nhà, chung vai sát cánh với nhau lo toan mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Bà Cao Thị Dân, hàng xóm bà Lan kể, họ sống với nhau nhiều năm nay rồi, nhưng không thấy bất cứ chuyện cãi nhau lớn tiếng nào. Nhiều lúc thấy hai người đàn ông, người trẻ nang, người đang cót, ăn cơm uống rượu cùng nhau hạnh phúc mà không thể tin nổi. Những năm đầu khi buôn bán còn đang suôn sẻ, hai người đàn ông cùng nhau đi lấy măng, mua hoa quả về, cùng nhau đi bán. Vài năm trở lại đây buôn bán ngày một khó khăn, ông Luân thường đi làm ăn xa, cứ giam bữa nửa tháng lại về một lần, bà Lan kể. Năm ngoái ông Luân đi làm tích cóp được mấy triệu đồng mang về trả nợ đấy. Còn ông Lực thì thường xuyên ở nhà giúp bà Lan thu gom nang cót, giúp bà Lan buôn bán nhỏ. Khi được hỏi về vấn đề sinh hoạt vợ chồng, bà Lan mặt đỏ bừng lên như đang tức giận một điều gì đó, nhưng không phải vì tức giận mà có lẽ vì đang xấu hổ. Bà Lan khẽ nói, đúng là khó nói quá cháu ạ, chuyện không nói thì thiên hạ ai cũng biết, đã lỡ rồi mình yêu nhau cơ mà. Trước đây hai người ở cùng nhà thì một người trong, một người ngoài quán. Trong những ngày mà ông Luân đi vắng thì anh Lực và cô sống như vợ chồng, còn những ngày anh Luân về thì mọi chuyện lại bình thường. Mỗi khi có công to việc lớn, ngày lễ ngày Tết đi nhà ngoại thì cả ba người đi, và đều ở lại xong việc thì cùng nhau về. Được biết, vào dịp Tết, hai người đàn ông, một người cầm lái, một người vác canh đào xuống đi Tết nhà bà ngoại chúc Tết. Ai thấy cũng buồn cười, nhưng lại thấy rất hạnh phúc. Bên 9 bên 10, đó là câu nói của bà Lan nói về tình cảm của bà đối với hai đấng phu quân. Bà tâm sự, ngày trước ông Luân là do mai mối thành vợ chồng. Ăn ở với nhau gần 25 năm rồi, cũng có tình cảm đó, nhưng là tình cảm vợ chồng. Còn tình yêu thương thật sự, được yêu, được thương, thì anh Lực tuy là người chồng không hôn thú, nhưng anh Lực là người cô thương yêu thật sự. Hai người giờ đối với cô bên 9 bên 10. Minh chứng cho điều này là từ việc đi mua sắm, hai người cũng cùng đi, bà Lan cũng mua từ giày dép, quần áo đều giống nhau hết. Khi được hỏi bà có bí quyết gì để giữ hai người đàn ông luôn yêu thương mình và không xảy ra bất cứ chuyện xích mích gì, bà Lan tươi cười nói, đúng là để hai người đàn ông sống bên cạnh yêu thương mình mà không làm mất lòng giữa hai người mới là chuyện khó nhất. Thật ra cô cũng không phải người thuộc dạng hiền, nhưng sống phải có nghệ thuật cháu ạ. Đàn ông họ dễ nổi nóng, mình phải luôn hiểu được và động viên kịp thời. Mỗi khi họ giận dữ, mình phải im lặng không nói nữa, để khi họ bình tĩnh lại, mình mới phân tích cho họ hiểu đúng sai. Một bí quyết nữa, mỗi khi sắp cãi nhau thì cô luôn tìm một câu chuyện vui hay câu nói đùa làm chồng cười, thế là không cãi nhau nữa. Nhưng kể ra cũng hơi buồn cười, do đã lớn tuổi nên hai người không sinh con nữa, nhiều lúc cũng buồn lắm, nhưng cũng đành phải chịu vậy, bà Lan tâm sự. Để xác thực câu chuyện có 102 này, chúng tôi tìm gặp anh Dương Văn Hồng, phó công an xã Cẩm Quý cho biết, khi biết chuyện ông Lực sống ở nhà bà Lan, nhiều lần chính quyền xã đã đến kiểm tra, nhưng thấy ông Lực là người xã bên, lại hiền lành, sống yên ấm nên chúng tôi cũng không thể can thiệp quá sâu vì đây là chuyện tế nhị. Còn ông Cao Xuân Tuyên, trưởng thôn Trà Đa cho biết, ban đầu chính quyền cũng làm căng thẳng lắm, nhưng thấy ông Lực hiền lành chịu khó làm ăn nên cũng không ai căng nữa. Hơn nữa, ông Lực cũng là người xã bên, miễn là ông ấy chấp hành đúng pháp luật là được.